Đây là cái nước mà sau khi đun thịt, lấy thịt ra giã ruốc ấy, thì chúng ta cũng giữ lại để tí nữa xào ruốc. Chúng ta sẽ tưới lên cho nó ngon. Rót cái nước đó ra cái bát, xong đó thì chúng ta cho ruốc đã giã tơi này vào cái xoong này để chúng ta xào luôn. Nếu mà có xoong đáy to thì càng tốt các bạn ạ. Xào bằng xoong thường ngon hơn. Chúng ta xào ở mức lửa nhỏ nhỏ như này thôi. Chắc chừng khoảng 20 phút. Khi cảm thấy mà ruốc bông như thế này rồi ấy, bông một chút như này rồi, khô khô ấy, chúng ta tưới cái nước này vào. Xong rồi chúng ta hạ thổ, đảo cho nó ngấm. Chúng ta hạ thổ đảo cho nó ngấm một chút rồi cho lên xào đến vàng. Sau khi mà tưới nước vào ấy, cái đáy xoong nó róc lên như này, sạch như này. Đấy, chúng ta cứ đảo thôi, lửa nhỏ đến vàng. Món này đặc biệt là các em bé rất là thích. Sáng ra mà các bạn cắm cơm nếp, cơm trắng rất ngon, cơm trắng cũng thế. Rất là bông. Nhờ có hai bạn nhỏ giã ruốc và giã lạc mà những món này này trở lên nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Bông lắm các bạn ạ. Vô cùng hấp dẫn. Nếu các bạn tăng lửa thì ruốc nhanh vàng, nhưng mà lửa nhỏ thì ruốc vàng từ từ và nó sẽ ngon hơn. Ruốc như thế này là ăn đã ngon lắm rồi các bạn ạ. Đấy, nếu mà chúng ta ăn không phải để lâu ấy, thì chúng ta không cần xào kỹ quá. Ví dụ trong đôi ba ngày ấy, thì ăn nó ngọt và nó mềm ấy. Còn nếu mà chúng ta muốn để lâu, độ trong khoảng 1 tháng chẳng hạn, đôi 3 tuần, thì chúng ta nên xào khô. Và với cái thời tiết của mùa hè thì chúng ta nên phải bảo quản trong tủ lạnh. Đông thì các bạn để ở bên ngoài cũng được. Ruốc đang chuyển màu vàng này các bạn. Chúng ta cứ kiên trì để lửa nhỏ thì ruốc sẽ rất là ngon. Màu lại đẹp. Đấy, rất là thơm. Xào bằng xoong thì ngon hơn bằng chảo các bạn ạ, bởi vì là cái nhiệt ở trong xoong và hơi nước ấy, giữ lại ấy, sợi ruốc nó sẽ mềm và chín ngon hơn bằng chảo nhiều. Đấy, đặc điểm của sợi ruốc giã là nó rất là bông. Ngon lắm các bạn ạ, cũng đơn giản thôi. Các bạn nhỏ cũng rất thích ăn và cũng rất thích làm món này. Nó mệt hơn giã muối vừng một chút, nhưng mà ăn kết hợp của muối vừng rất là ngon. Hẹn gặp lại các bạn.